chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, càng già càng giàu sang. Viên mãn, từ 68 tuổi trở đi, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang hưởng phúc, an nhàn đủ đầy, sung túc đến trọn đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh Mậu Tuất 1958 thân mến, thời gian trôi đi ai rồi cũng sẽ già. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử. Lúc con cháu trưởng thành khuôn lớn là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Người xưa có câu, ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng. Tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ thì từ 68 tuổi, người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong vận trình, hung tinh chờ trực. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được những cơ hội vàng này thì quý bản mệnh sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Từ đó tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu gì sao. Vậy, những cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Mậu Tuất từ 68 tuổi trở đi sẽ có biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ, địa chi Tuất, dương thổ, can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho mệnh chủ là những người có thực lực hơn người. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn, Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam. Họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà trong bất cứ công việc gì. Họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất, Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ. Đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống.
Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt, cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó giàu, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy, phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây sẽ là luận giải về vận mệnh tử vi trọn đời trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1955 từ 68 tuổi trở đi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 từ 68 tuổi trở đi. Người tuổi Mậu Tuất có suy nghĩ rất thực tế, họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cũng cẩn trọng và có thể tin cậy được, nghị lực cao, tỉ mỉ, cần cù, có tinh thần phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn. Họ cứ chăm chỉ dùi đầu vào làm việc, từng bước một tiến dần lên tới mục tiêu đã định. Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán, bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Đặc biệt người này rất hợp với những nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Lòng trung thành của tuổi Mậu Tuất đáng được tuyên dương, người ca nhất trong số 12 con giáp. Họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình vì bất cứ điều gì. Mậu Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, tiền tài, địa vị, phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có. Bởi vậy, Mậu Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế, không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Mậu Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác. Vì thế, họ gặp được nhiều may mắn cả về công danh, sự nghiệp, lẫn sức khỏe. Từ năm 68 tuổi trở đi, đây sẽ là những năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của Mậu Tuất để bù đắp lại những khó khăn ở giai đoạn trước. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, mưu cầu như nguyện, sở cầu như ý, làm việc gì cũng dễ dàng thành công, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhờ vậy mà tài lộc của Mậu Tuất cũng rủng rỉnh, không lo thiếu tiền, thiếu bạc từ giai đoạn này nữa, càng về càng giàu có, sung túc hơn người. Cuộc đời nam mệnh tuổi Mậu Tuất khá tốt vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận, phần công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào.
Còn cuộc đời nữ mệnh tuổi Mậu Tuất thường gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời vào lúc tuổi nhỏ, đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn, có thể tạo được giàu sang vào lúc hậu vận. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ 68 tuổi trở đi, tài lộc của Mậu Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, đó là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè, nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ, thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lùi làm tiến. Vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác, họ luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương, nên nhớ thương trường là chiến trường. Trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Mậu Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, họ quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí. Họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền có làm ra được, họ dùng để tiết kiệm, xem việc nhịn ăn, nhịn mặc để tiền bạc nhiều thêm, làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Tuổi trẻ của Mậu Tuất đa phần gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp, tiền bạc cũng bấp bênh, nhưng may mắn được quý nhân giúp đỡ vượt qua. Từ năm 40 tuổi sẽ có nhiều vận may hơn, thu nhập ổn định, vững bền hơn, nhưng bản mệnh vẫn có nhiều điều chưa như ý. Khi vào hậu vận thì luôn được quý nhân đồng hành phù trợ, tài lộc dư dôi, có của ăn có để, nếu biết nắm bắt tốt thời cơ trong giai đoạn này, sẽ thu được nhiều thắng lợi. Mậu Tuất là người chịu thương, chịu khó, nên cuối đời an khang, có điều, họ không phải là những người giỏi kiếm tiền, họ kiếm được dựa vào niềm tin và sự nỗ lực của họ. Ngoài ra, còn nhờ sự giúp đỡ không ngờ tới của người khác. Bởi vậy, Mậu Tuất nhất định cần chú tới các mối quan hệ xung quanh mình. Nhìn chung, Mậu Tuất tự kiếm tiền hay kiếm tiền nhờ vào người khác thì đều tốt cả. Nếu người tuổi Mậu Tuất đang làm kinh doanh thì tốt nhất hãy mạnh dạn một chút, đã suy nghĩ kỹ rồi thì nên đầu tư. Đương nhiên, cũng cần lựa chọn cẩn thận, chỉ cần lơ là một chút thì tiền của sẽ tiêu tan. Vượt qua vài khó khăn nhỏ thì việc kinh doanh sẽ tốt đẹp. Nếu người tuổi Mậu Tuất có thu nhập cao, có tiền đầu tư vào kinh doanh thì tốt nhất nên đầu tư vào ngân hàng, cổ phiếu hoặc bất động sản, khi về già càng may mắn. Đặc biệt, khi bước qua tuổi 66, đường tài lộc của Mậu Tuất sinh 1958 vẫn khá ấn tượng. Bạn không cần vất vả làm việc thì tiền bạc sẽ tự nhiên đến cửa nhà. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho Mậu Tuất. Việc của bản mệnh là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bản mệnh sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa. Cuối cùng rồi cũng sẽ chạm tay tới cái đích mà mình đặt ra một cách nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong thời gian này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định thì hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận. Bước đầu hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bản mệnh. Đối với tuổi Tuất, đó chính là Dần và Ngọ. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho Mậu Tuất. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ 68 tuổi trở đi, người tuổi Mậu Tuất ngũ hành thuộc mộc, thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày. Nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, giữ cho tinh thần thần thoải mái. Theo tử vi, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi. Những ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện tốt thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Mậu Tuất là Phật A-di-đà. Nếu mang theo bên người, những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì, vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ 68 tuổi trở đi, nam mệnh tuổi Mậu Tuất là những người khoan dung, thấu hiểu lòng người. Họ là con người của gia đình, có tình yêu bao la với con cái, cũng rất yêu thương bạn đời, tình cảm gia đình luôn nồng nàn, thắm thiết. Nam mệnh tuổi Mậu Tuất về vấn đề tình duyên thì khá thuận lợi,
Nhưng nếu sinh nhầm những tháng này thì có nhiều thay đổi tình duyên, hay trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền. Đó là Mậu Tuất sinh tháng 5, tháng 7 và 11 âm lịch. Nếu sinh nhầm những tháng này có thể sẽ phải qua hai đời vợ, đó là tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Nếu Mậu Tuất sinh vào tháng 2, tháng 9 và 10 âm lịch thì tình duyên được hạnh phúc mỹ mãn. Nữ mệnh tuổi này luôn muốn giữ tình yêu trong sáng, thuần khiết, nhưng họ không giỏi bộc lộ tình cảm. Tuy rất chân thành với tình yêu, nhưng đôi khi lại quen với cảm giác cô độc, không giỏi nói chuyện bầu bạn, tâm tình. Song đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn lấy về làm vợ. Họ rất chung thủy, một lòng một dạ với chồng con. Nếu vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên dành thêm thời gian trò chuyện để hiểu và thông cảm nhau hơn, tạo thêm nhiều cơ hội để có những kỷ niệm đẹp bên gia đình. Hóa giải hiểu lầm trong cuộc sống, không ai là người hoàn hảo và tuổi Mậu Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa, thì Mậu Tuất vẫn luôn bao dung, che chở và yêu thương họ. Nữ mệnh tuổi Mậu Tuất tùy vào tháng sinh mà vận mệnh được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Sinh vào những tháng 3, tháng 7 và 12 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch thì cuộc đời Mậu Tuất có thể sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tuy nhiên sau kết hôn, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, con cái ngoan hiền, tài giỏi là Mậu Tuất sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 6, tháng 9 và 10 âm lịch. Cuộc đời của nữ mệnh tuổi Mậu Tuất sẽ hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, không chỉ đem lại nhiều niềm vui mà còn thu hút được rất nhiều tài lộc. Và ngay bây giờ sẽ là vận trình tử vi vận mệnh cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 theo từng tháng sinh âm lịch, cụ thể như sau. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 1 âm lịch. Đây là người có tài, có trí nhưng lại không có đất dụng võ. Người này làm việc gì cũng gặp khó khăn, công sức bỏ ra chẳng được hưởng. Thêm vào đó lại không được hưởng phúc phận từ tổ tông, nên phải chịu nhiều vất vả, tài lộc chỉ ở mức bình thường. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 2 âm lịch. Người này sự nghiệp thăng tiến rất nhanh, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Cả đời sống trong vinh hoa, phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú, đại quý. Tuy nhiên, để nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn thì bản mệnh cần thay đổi tính cách bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người này sẽ được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, tài lộc cũng theo đó mà lên cao mãi. Đa phần người này đều là người làm nên nghiệp lớn, gian danh bốn bể. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 4 âm lịch. Người này có vận số cực kỳ tốt, bản mệnh vốn là người có trí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người, nên công danh, lợi lộc không thiếu thứ gì, là con giáp quan hệ rộng, được muôn người trọng vọng, kính nể, quyền lực nắm trong tay. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 5 âm lịch. Người này có số mệnh phú quý, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, là nhân tài quốc gia. Tuy nhiên, tính tình lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 6 âm lịch. Người này tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ, anh em cũng không giúp đỡ được nhiều. Tuy bản thân học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng lại chẳng may mắn, nếu đi theo con đường kinh doanh thì tài lộc bất ổn, phi thăng, phi trầm. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 7 âm lịch. Người này thông minh, đỉnh ngộ, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất cứ chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người này có cuộc đời hạnh phúc, thành công, được bạn bè, anh em hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều, thăng tiến như diều gặp gió, tài lộc cực kỳ dồi dào. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 8 âm lịch. Người này có trí hướng cao xa, tham vọng to lớn, có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, có lộc về đường quan chức.
Do được quý nhân phù trợ nên cuộc đời sẽ gặp hung quá cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới. Dẫn số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 9 âm lịch. Người này luôn dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Dẫn số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 10 âm lịch. Vận mệnh cuộc đời của người này an phận thủ thường, không màng danh lợi. Bạn là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Vì thế, tài lộc chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu, không mấy dư giả, nhưng cũng không phải chạy dậy, vay mượn ai. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 11 âm lịch. Người này thiếu sự quyết đoán, một khi thất bại thì khó vực dậy tinh thần, mặc dù bạn có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được. Tuy làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả, tài lộc không mấy khả quan. Vận số tuổi Mậu Tuất 1958 sinh tháng 12 âm lịch. Người này không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp khởi đầu chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Tuy nhiên, nếu giữ cho mình ý chí kiên cường, năng kết giao với những người tài năng thì có cơ hội cải vận, giúp đường tài lộc hanh thông hơn. Tiếp theo sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong từng năm âm lịch. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Tý. Người tuổi Mậu Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong năm này, đặc biệt là trên phương diện tình duyên. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, quan hệ đôi bên lúc tốt, lúc xấu. Cần lưu ý kẻ thứ ba xuất hiện. Phương diện sự nghiệp, tài lộc có khá khẩm hơn, song bạn làm gì cũng vẫn cần cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Sửu. Vận trình của Mậu Tuất tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trong năm này. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần đặc biệt thận trọng với nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá. Hành sự chớ nên nóng nảy, hãy nói ít làm nhiều để đỡ vướng họa thị phi. Đến cuối năm may mắn có quý nhân trợ giúp, bạn có nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Tuất, năm này bản mệnh khó thành đại sự, nhiều kế hoạch vướng phải khúc mắc chưa thể giải quyết nhanh chóng. Việc làm ăn kinh doanh thường xuyên phải chịu sự cạnh tranh gay gắt, kết bạn không cẩn thận thì dễ bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Trong năm này, bạn nên chú ý hành thiện tích đức. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Mão. Năm này được chính quan soi chiếu, Mậu Tuất gặp đại cát đại lợi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nhiều người có cơ hội thăng quan, tiến chức. Phương diện tình duyên thì cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những người đã có gia đình, chớ vì một phút ham chơi mà hủy hoại hạnh phúc, danh tiếng và sự nghiệp bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Thìn. Năm này, vận trình của bản mệnh lên xuống khá thất thường, việc làm ăn, kinh doanh có biến động khá rõ rệt. Bạn cần phân biệt rõ đâu là cơ hội và đâu là nguy cơ để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, con giáp này cũng cần hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, có như vậy thì mới thu được lợi ích đáng mừng. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Tuất trong năm này, bản mệnh không nên tham lam kẻo vướng họa thị phi. Nửa cuối năm có tử vi cát tinh soi chiếu, bạn gặp nhiều điều cát lợi hơn, có thể nhanh chóng bắt tay vào các công việc lớn. Việc cầu tài lộc khá thuận lợi, đối tác đáng tin cậy, đối thủ giảm bớt. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Ngọ. Năm nay, tài lộc của bản mệnh đại phát, bạn làm đâu thắng đấy, nên có thể thu về nhiều khoản kha khá. Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, chú ý không nên lao động quá sức. Điều cần lưu ý trong năm là tránh xa các mối quan hệ bạn bè, người thân độc hại, những kẻ ghen tị với thành công mà bạn đạt được. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, kiếp tài chiếu mệnh, bản mệnh thường xuyên rơi vào cảnh lao tâm, lao lực, nhưng thành quả lại chẳng được bao nhiêu. Quà thì phi cũng xuất hiện liên tục khiến bạn dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng. May mắn cuối năm có các tinh xuất hiện, sự nghiệp ổn định hơn, quà hại cũng có dấu hiệu giảm bớt.
Tử Vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Tuất thấy rằng, nếu con giáp này chịu bỏ công sức ra lao động thì ắt không phải lo đến chuyện chi tiêu, thậm chí còn có nhiều cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Nếu muốn mưu đại sự thì bản mệnh cần cân nhắc mọi khía cạnh kỹ càng, không nóng vội, hành sự lỗ mãng. Tử Vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Dậu. Năm Dậu là một năm khá vất vả đối với con giáp này. Bạn muốn gặt hái được thành công trên sự nghiệp thì ắt phải bỏ nhiều công sức, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong năm này, bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có, thuận theo tự nhiên, chớ nên cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình. Tử Vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Tuất. Bản mệnh có thể gặp được khá nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo. Trong năm này, bạn cần giữ bình tĩnh để phát hiện và nắm bắt các cơ hội. Tuy nhiên, trong năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, bạn thường xuyên mắc phải bệnh nhẹ. Vì vậy, cần chữa trị kịp thời, đồng thời chú ý đến việc rèn luyện thể dục, thể thao. Tử Vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong năm Hợi. Muốn gặt hái được thành công trong năm Hợi thì Mậu Tuất chớ nên giữ những tư duy cũ kỹ của mình và đi theo lối mòn. Bạn cần phải dám mạo hiểm, thử thách bản thân để tìm ra hướng đi mới. Năm này có Thái Dương các tinh nâng đỡ, trên thực tế cơ hội để bạn phát triển khá nhiều. Vì thế hãy tự tin lên, tương sinh tương hợp. Nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tuổi hợp với Mậu Tuất sinh 1958. Mậu Tuất hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc. Vì vậy, tuổi Mậu Tuất nên hợp tác, giao hảo với hai tuổi này để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Tuất không hợp với người tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Sửu. Nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy. Nam mệnh tuổi Mậu Tuất hợp với hướng Đông, hướng Bắc, Đông Nam và hướng Nam. Làm nhà những hướng này thì phú quý, thịnh vượng, người trong nhà đỗ đạt cao, con cháu khỏe mạnh và thông minh, gia đình hòa thuận. Nữ mệnh tuổi Mậu Tuất hợp với hướng Tây, hướng Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Làm nhà những hướng này được giàu sang, phú quý, tăng nhân đinh, nhiều tài lộc, gia đình hòa thuận, khỏe mạnh và trường thọ, con cháu thông minh, hiển đạt, thịnh vượng, lâu bền. Màu sắc hợp tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là màu đen. Màu đen thường làm người ta liên tưởng đến quyền lực, nghiêm minh và nhã nhặn, giống như những doanh nhân, chính trị gia thường khoác trên mình một bộ vest màu đen. Vậy màu đen gắn liền với sức mạnh, sự sợ hãi, bí ẩn, sức mạnh, uy quyền, thanh lịch, trang trọng, chết chóc, xấu xa và hung hăng, uy quyền, nổi loạn và tinh vi. Màu xanh dương. Xanh dương là đại diện cho màu sắc của biển, của trời. Còn xanh lá cây đại diện cho rừng núi. Cây cối màu xanh dương mang đến cảm giác sâu thẳm, rộng lớn bao la, nhưng vô cùng vững vàng và bình yên. Giống như khi chúng ta dõi mắt nhìn theo một khoảng trời xanh, vậy màu xanh dương cũng mang ý nghĩa của sự trong sáng, tinh khiết và là màu của sự nam tính. Xanh dương còn có liên hệ mật thiết đối với trí tuệ và sự thông minh. Quan điểm này đã được các nhà khoa học chứng minh là tồn tại. Chính xác, màu xanh dương nhạt diễn tả sự nhẹ nhàng. Màu xanh dương nhạt còn truyền đi thông điệp là sự thông cảm, sẻ chia. Màu xanh dương đậm thể hiện trí tuệ, sức mạnh vững vàng trong công việc, là biểu tượng của tính chuyên nghiệp, hiệu quả khi học tập. Làm việc trong không gian môi trường màu xanh dương thì năng suất làm việc và học tập sẽ cao hơn so với điều kiện bình thường. Xanh lá cây. Màu xanh lá cây là màu thuộc hành mộc, là màu tương hợp với mệnh mộc. Xanh lá cây hay còn gọi là xanh lục, là màu sắc đại diện cho cây cối, núi rừng. Nó không chỉ mang ý nghĩa như một màu sắc đơn thuần, mà hơn cả, nó còn là biểu tượng của sự an toàn, tượng trưng cho sức sống, màu mỡ, mát mẻ, trong lành, hòa bình và phát triển. Màu xanh tạo cảm giác dịu nhẹ cho mắt và truyền tải thông điệp hòa bình đến người đối diện. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.